Chấp nhân ngã dễ rơi vào cái hố sâu thường đoạn. Là người tu hành, là người chứng đạo, người ta không có dám cái, có cái ý niệm là tự tôn là thầy núi để lừa đời. Để rồi bảo thủ cái ý niệm chấp nhân, chấp pháp, chấp thường, chấp đoạn, chấp có, chấp không. Đó, mấy cái chấp đó là nguy hiểm đó. Nó có mấy cái thứ chấp đó rất là nguy. Chấp nhân, con người là thật có, là trường tồn, là vĩnh cửu. Do vậy cho nên là nhìn cái tự thân của con người không thấy được cái sự là nhân duyên kết hợp rất là giả tạm, rất là mong manh của đời sống con người, của kiếp sống con người. Cái người học đạo mà ta có tư duy, ta quán chiếu, ta thấy rằng là hành tâm bát nhã ba la mật đa thời thì chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn trong đó có cái thân ngũ uẩn, mà sự vật bên ngoài cũng là đều là ngũ uẩn hết. Mà có tư duy, có quán chiếu bát nhã rồi, ta thấy ngũ uẩn giai không. Nhờ vậy mà ta không có cái ý niệm chấp ngã. Do vậy mà ta nhận xét rằng ngũ uẩn phù hư không khứ lai. Cái thân ngũ uẩn này nó hợp, nó tan, nó tan, nó hợp. Giống như là mây nổi ở trên nền trời xanh kia vậy. Tam độc thủy bào hư xuất một. Thế thì là người ta không có chấp ngã. Rồi người ta cũng không có chấp pháp. Thế mà thầy núi lòe đời là nói thì thầy núi là đòi dạy người ta thế này, dạy người ta thế kia. Nhưng mà vì không nhận thức được cái chân lý cho nên chấp ngã, tự tôn. Rồi chấp pháp là dạng vật không nhận thức được cái chân lý duyên sanh của vạn pháp, mà chấp vạn pháp hoặc là thường hoặc là đoạn. À, nếu thấy vạn pháp là thường là nó lạc vào thường kiến, thấy vạn pháp rồi không còn gì hết là không có, là sai với cái nhận thức của bình thường, gọi là chấp đoạn. Không tự tôn thầy núi lên để lòa đời, chấp nhân ngã để rơi vào cái hố sâu thường đoạn. Chấp nhân chấp pháp là một sai lầm lớn lao rồi, rồi còn cái chấp thường chấp đoạn nữa. Đây là tôi nói cái chỗ này rồi. Cho nên hồi nãy cái vấn đề mà hiến xác, cho xác là người ta hỏi chứ tới chừng chết rồi đó, người ta xài cái xác rồi, ta sử dụng cái xác rồi, giờ tới ngày ta đem, ta thiêu á, mình đem nên đem về, người ta sẵn sàng ta đem về cho mình nhé, đem về nhà, một đem về chùa, hai đem về nhà thờ, ba đem về thánh thất, bốn đem về cái chỗ nào mà mình tín ngưỡng, ta sẽ đem về cho mình đấy. À, nếu mình đem, muốn đem về chỗ nào là mình đánh chéo vào cái chỗ đó, ta đem về chỗ đó cho mình. Tôi thì tôi đè với bỏ luôn, không đem về chỗ nào hết. Bởi vì cái học, cái hiểu của tôi đối với đạo Phật á, đem cái đó không có nghĩa là đem tôi về được. Thế thì đem chi mà cho tốt cái tiền xe của người ta, mà mình thì không có được cái gì. Còn con cháu hả, nó làm ăn mà thiệt khá, nó giàu đó, thì nó lấy vàng nó làm cái hũ để tên mình ở trong á, nó thờ có long trọng lắm. Nhưng mà nếu mà thật sự mà nó nghèo, nó khó khăn quá, nó nói trời ơi, cha mẹ sinh tôi ra làm chi mà giờ tôi khổ sở vậy nè, cái hũ nó đá lăn chiên lăn cù đổ nó bỏ như thường hà, không có quý cái hũ ở đâu. Mà nó làm ăn thiệt giàu, nó mới nói nhờ mấy cái hũ này nè, tía má tôi sinh ra tôi, ông nội bà nội để sự nghiệp cho tôi, nó mới quý. Bằng không là không có quý. Phải thấy tới cái chỗ đó, cái sự thật của cuộc đời là như thế đấy. Thấy cái chỗ đó xong rồi mới thấy lại rằng là thật sự nếu như nó làm cái hũ bằng vàng mà nó đem cái tro của mình để về đó, mình cũng không phải là mình ở trong cái hũ đó được. Như tôi nói nãy đó, con người thân và tâm, vật chất và tinh thần. Mà cái vật chất là cái thân này đem đốt, còn cái tro đem về đựng, còn cái hồn bỏ đâu? Lấy cái gì mà đem về và đựng trong cái gì đây? Cho nên dầu có đem về cũng không phải là đem về mình đâu, cho nên đừng có sợ, bỏ luôn đi. Đó, nếu mà mình cho rằng đem cái tro đó về mà thờ mà còn mình đó hả, là mình chấp thường đấy. Mình chấp thường đấy, thường một cách rất là ngây thơ, rất là ấu trĩ. Làm sao mà mình ở trong cái xương tro đó được?
Vậy mà mình vẫn tưởng rằng là đem cái hũ đó về là đem mình về ư? Con người ai cũng biết là có phần vật chất, phần tinh thần mà. Mà nếu mà nói theo Lăng Nghiêm là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức, nó mới hợp thành lại một cái thân này, thân thất đại này, ngũ uẩn này. Mà bây giờ đem về chỉ có cái tro tàn của cái địa đại thôi, của xương, của tóc, của lông, của răng, của móng, nó biến thành tro, là đem lại cái xác của địa đại. Còn thủy đại lấy cái gì đựng, hỏa đại lấy cái gì đựng, phong, không, kiến, thức, còn sáu đại kia lấy cái gì đựng, đựng trong cái gì để đem về thờ mình. Do vậy cho nên có đem về cũng không hề có mình ở trong đó. Nếu mình không khéo, mình bị chấp thường. Mà bị chấp thường tức là tư tưởng của mình không có đúng với chân lý rồi. Cho nên không khéo là nó rơi vào cái hố sâu thường, chấp thường. Mà chấp thường là không đúng chân lý. Đấy, các vị tưởng tượng ai cũng biết mà, địa gom về nổi cái trò đó là một cái tồn tại của cái biến chất của địa đại. Còn thủy đại lấy gì đựng, quả lấy gì đựng, phong đựng bằng cái gì, không đựng bằng cái gì, kiến đại đựng bằng cái gì, thức đại đựng bằng cái gì. Thế là bãi đại hợp thành, mình chỉ lấy có một cái xác tàn rụi của địa đại mà thôi. Cho nên lấy cái đó làm chi? Do vậy cho nên đề chữ bỏ luôn. Đó là cái thấy của người chứng đạo, đề hai chữ bỏ luôn, để cho nó khỏi mang cái tiếng là chấp, chấp thường. Còn cái chấp đoạn hả, đừng có nên chấp đoạn. Tuy là nói bỏ luôn, nhưng mà người ta vẫn biết rằng là con người này nè, con người tự thông này, có bỏ luôn đi nữa, không bao giờ mất, không bao giờ mất. Cái khí thải của xe hơi, cái khí mà CO2 đây nè, nó nổ là bình này, nó tan biến ở trong vũ trụ dày đây nè, không ai hề thấy nó ở đâu. Nó là cái gì bằng con mắt thịt, vậy mà nó còn phá cả cái tầng ozone, nó làm cho nhân loại có nguy cơ điều đứng. Huống chi là một con người tối linh ư dằn vật mà nó kết hợp bởi năm cái chất, bảy cái chất liệu địa thủy hỏa phong không kiến thức mà nó chết rồi nó mất à? Nó mất hẳn được à? Không có mất đâu. Cho nên cái vấn đề là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô vô định chỉ. Ôn lại cái bài Thường Bất Kinh Bồ Tát, Thường Bất Kinh Bồ Tát mà bị đánh chửi cách đây hằng hà sa số kiếp nay đâu phải người nào lạ, chính là ta đây, tức là Đức Bồ Tát Ca đây. Còn những cái người thì khe đi ưu bà Tát, ưu bà Nhi mà đánh mắng chửi ta hồi trước đó đâu phải người nào lạ. Đây, ngồi dài dài đây, nghe pháp đó. Nhóm Ni Tiêu Phật nhiều, nhóm mà Bạc Đà La, nhóm mà mấy nhóm Phật tử đó. Phật đó là đệ tử Phật, Phật là cái đấng giác ngộ, không có nói láo, không có nói gạt, không có vì cái gì mà nói dối nói gạt, mà đó một cái điều sự thật. Sự thật giống như là cái tivi. Tivi nó vậy đó, dòm trong đó không có hình ảnh, không có sắc màu, không có âm thanh, không có ca hát gì hết, chẳng có nước mắt nước mũi gì hết. Vậy mà họ diễn xuất ra thì nước mắt nước mũi có lúc thì hùng, có lúc thì bi, có lúc thì ai, có lúc thì sầu khổ, có lúc thì hân hoan, và quần áo rực rỡ sắc màu. Nhưng mà nếu một viên nào đó nó thiếu, nó đứt cái cầu chì là toàn bộ coi như không có, không còn gì hết. Nhưng mà không còn gì hết không có nghĩa là không còn gì hết, mà hợp cái viên đó lại thì nó còn trở lại y như trước. Ngắt đi một dòng điện thì cũng không còn gì hết, nối lại dòng điện nó sẽ còn trở lại. Ngắt đi một cái con chuột, một cái IC, một cái con vết nào đó là tivi không hoạt động, nối trở lại nó hoạt động trở lại. Thế thì là cái thất đại duyên sanh này nó cũng vậy. Khi mà nó già cỗi rồi, nó tan biến rồi, nó sanh trụ như diệt, nó diệt rồi, diệt rồi thì nó trở về cái bản thể của nó, là cái như là tàn bản thể. Nó chứa đựng tất cả những hạt giống gì không bao giờ lọt mất. Khi mà đủ nhân duyên á thì là nó hội tụ lại, nó duyên sanh ra. Do vậy cho nên là chấp thường không chấp, mà cũng không lạc rào chấp đoạn. Do vậy cho nên là làm lành, làm phước, làm nghĩ ngợi cái điều lành, đều lợi ích, thanh tịnh an lạc cho thân tâm hiện nay, hiện đời này. Nó là cái hạt giống, cái nguyên nhân để nó cấu thành một cái thân khác cho tương lai. Do vậy cho nên là cái người học Phật không chấp thường mà cũng không chấp đoạn, không chấp ngã mà cũng không chấp pháp, mà là vì nhận thức được cái chân lý nó như vậy
là cứ nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, là cứ sinh hoạt như vậy, làm sao cho có an lành, có hạnh phúc, có tự tại, có kinh an, có giải thoát, có giác ngộ. Đó là đạt cái mục đích yêu cầu của người đệ tử Phật. Thank you.